Lối sống 70 tuổi, sống vui khỏe với những nguyên tắc vàng. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Thưa quý vị, người già là một tài sản quý giá của xã hội bởi họ có nhiều kinh nghiệm sống, nhiều câu chuyện cuộc đời và là người giữ gìn các giá trị gia đình, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Không chỉ là nỗ lực của người già mà còn cần đến sự quan tâm hỗ trợ của người thân và cộng đồng. Trong một cuộc thăm dò, gần 70% người về hưu cho biết việc nghỉ hưu mang lại cho họ cơ hội để tận hưởng những trải nghiệm mới. 80% nói rằng nghỉ hưu mang lại cho họ nhiều cơ hội tận hưởng cuộc sống. Trên thực tế, khi về già, ai cũng mong có sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn để tận hưởng cuộc sống vui vẻ. Nhưng mỗi người lại có lựa chọn khác nhau để đạt được mục đích ấy. Sau đây là những quy tắc vàng để về già có cuộc sống thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc mà ai ở lứa tuổi này cũng nên biết. Một, giữ tâm hồn thanh thản. Có một tâm hồn thanh thản luôn giữ cuộc sống lạc quan, yêu đời và đón nhận niềm vui là liều thuốc duy trì thăng bằng của hệ thần kinh, tăng cường sức sống trong cơ thể. Có nhiều người cho rằng khi thêm một tuổi nghĩa là mình đang già đi, trong khi những người sống vui vẻ, hoạt bát và coi mình còn trẻ thì bản thân họ lại trẻ tới trên chục tuổi. Do đó, cần nghĩ rằng mình luôn còn trẻ. Ý nghĩ tích cực này làm cho những người xung quanh thấy vui lây và cuộc sống có thêm nhiều ý nghĩa. Để giữ cuộc sống không nhàm chán, người cao tuổi cần tránh việc suốt ngày ở nhà dọn dẹp, xem tivi, nằm nhiều mà cần ra ngoài gặp gỡ, giao lưu, tham gia các câu lạc bộ sinh hoạt cho người cao tuổi, đi tham quan du lịch nếu có điều kiện. Mặc dù không còn tham gia công tác học tập, nhưng thời gian về hưu cũng chính là thời điểm người cao tuổi có điều kiện thăm hỏi, gặp gỡ bạn bè cũ để ôn lại những kỷ niệm vui, tâm sự, chia sẻ cuộc sống gia đình. Hàng ngày nên tranh thủ ra ngoài trời đi dạo để thưởng thức bầu không khí trong lành, tiếp xúc với thiên nhiên. 2. Tập thể dục thường xuyên. Các nhà khoa học cho rằng các yếu tố lối sống là rất quan trọng cho việc duy trì sức khỏe tinh thần, tâm lý và thể chất khi chúng ta về già. Họ chỉ ra rằng vào năm 2050 sẽ có khoảng 3,2 triệu người trên toàn thế giới ở độ tuổi trên 100, tăng hơn 18 lần so với năm 2000. Công trình nghiên cứu còn chỉ ra rằng một người khỏe mạnh nên vận động hơn 10.000 bước chân mỗi ngày, tương đương với đi bộ 6 đến 7 km. Khi một người già đi, những bộ phận có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động gồm xương cơ và khớp sẽ lão hóa. Tuy nhiên, nếu tiếp tục hoạt động thể chất thường xuyên, các bộ phận nói trên sẽ dẻo dai và là yếu tố quyết định tuổi thọ. Một phân tích tổng hợp năm 2012 được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Lão hóa của Mỹ giải thích hoạt động thể chất làm giảm nhiều yếu tố nguy cơ tử vong chính, gồm tăng huyết áp động mạch, đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu, bệnh tim mạch vành, đột quỵ và ung thư. Phân tích kết quả 13 nghiên cứu về mối quan hệ giữa hoạt động thể chất và tỷ lệ tử vong phát hiện, những người hoạt động thể chất giảm nguy cơ tử vong ở mọi nguyên nhân khoảng 30-35% so với những người còn lại. Các chuyên gia cho hay, những người có khả năng vận động có thể sống thêm 7 năm. Các nghiên cứu gần đây còn bổ sung, gia tăng hoạt động thể chất dù rất nhỏ, chẳng hạn như đi bộ thêm mỗi ngày cũng có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tuổi thọ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch bệnh Mỹ CDC khuyến nghị nên tập thể dục với cường độ vừa phải,
tối thiểu là 150 phút mỗi tuần và tập nhiều hơn sẽ tốt hơn. 3. Uống một số thuốc phù hợp. Các chuyên gia cũng tin rằng việc bổ sung nhất định selenium và vitamin D có thể giúp tăng cường sức khỏe lâu dài. Sự thiếu hụt vitamin D được cho là chịu trách nhiệm cho một số bệnh, trong khi khoảng 10 đến 15% những người lớn tuổi thiếu hụt vitamin B12 được liệt vào những người có liên quan đến các bệnh thần kinh và mạch máu. Caroline Abraham thuộc Hội đồng Quốc gia Người Cao Tuổi ở Anh cho hay, một lối sống lành mạnh bao gồm một chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên là rất quan trọng để có được một cuộc sống khỏe mạnh ở tất cả các lứa tuổi. Không bao giờ là quá muộn để tạo sự khác biệt. 4. Ăn uống đủ chất. Thưa quý vị, người cao tuổi là đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt về dinh dưỡng vì cơ thể đã bị lão hóa. Chức năng của các cơ quan bộ phận đều bị suy giảm, hàm răng yếu, nhai cắn thức ăn khó khăn, tuyến nước bọt bị teo, thiếu nước bọt nên nuốt khó, dạ dày và ruột cũng teo đi, dịch vị giảm, lượng men tiêu hóa giảm, hoạt động của gan thận yếu đi, ăn khó tiêu, nhu động ruột giảm dễ gây táo bón. Do vậy cần có một chế độ ăn uống hợp lý cụ thể. Do nhu cầu năng lượng giảm nên cần giảm mức ăn so với thời trẻ, trước hết là ăn giảm cơm. Trước đây mỗi bữa ăn 3 đến 4 bát cơm, nay chỉ nên ăn 2 hoặc 1 bát. Chú ý giảm thịt, giảm mỡ, giảm đường, giảm muối bằng cách ăn nhạt dần, vì ăn muối nhiều có liên quan đến bệnh tăng huyết áp. Ăn thêm đậu lạc, vừng và cá, vừa có nhiều chất đạm, lại có nhiều chất dầu giúp phòng các bệnh tim mạch. Mỗi tuần nên ăn từ 3 đến 2 bữa cá. Nên ăn cá nhỏ, kho thật nhừ để ăn được cả xương, có thêm canxi để phòng bệnh xốp xương. Chú ý ăn nhiều rau để có chất xơ kích thích nhu động ruột, tránh táo bón và bổ sung các vitamin và khoáng chất. Khi chế biến thức ăn, cần làm thức ăn mềm, dễ tiêu, tăng cường món canh, tránh ăn quá no, đặc biệt khi có bệnh ở tim mạch. 5. Không ăn quá no. Theo kết quả điều tra của các chuyên gia dinh dưỡng Phần Lan, có khoảng 20% số người già mắc chứng Alzheimer là do lúc còn trẻ có thói quen ăn quá no và đều là những thực phẩm giàu đạm và chất béo. Không những thế, việc ăn quá no thường xuyên còn dẫn tới các chất còn dư thừa ứ đọng trong dạ dày sẽ gia tăng nguy cơ tích lũy mỡ, hàm lượng cholesterol trong máu tăng cao, lượng triglycerides trong huyết dịch cũng tăng cao, từ đó gây các chứng ung thư, tắc nghẽn hoặc xơ cứng động mạch, cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, tiểu đường. Giáo sư Matt Homer, thành viên trong một nhóm nghiên cứu về sức khỏe, cảnh báo việc những người ăn quá no và rời bàn ăn quá muộn. Ông nói, việc ăn những đồ ăn nhẹ trong các hình thức hạn chế lượng calo có thể mang lại lợi ích về lâu dài. Theo ông, khoảng 1.500 calo một ngày được cho là phù hợp với phụ nữ và 1.800 đối với nam giới. Điều đó giúp họ nhận được các khoáng chất cần thiết, các vitamin và protein trong chế độ ăn uống của họ. Bởi vậy, lời khuyên cần thực hiện ngay là chỉ nên ăn bằng 70% sức ăn của bản thân. Thực tế này được người Nhật Bản chứng minh. Họ chỉ ăn khoảng 70% nhu cầu và người dân Nhật Bản nổi tiếng về tuổi thọ cao và sức khỏe tốt hàng đầu thế giới. 6. Tránh tình trạng thừa cân. Béo phì được Tổ chức Y tế Thế giới liệt vào một loại bệnh đối với sức khỏe người cao tuổi. Béo phì là một bệnh nguy hiểm, gây ra nhiều chứng bệnh nguy hiểm như nguy cơ mắc các bệnh về tim, hô hấp, tiêu hóa. Thậm chí béo phì là bạn đồng hành của bệnh cao huyết áp. Ngoài ra, máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ hay tiểu đường cũng là biến chứng do béo phì gây nên.
các chuyên gia cho biết, cân nặng quá mức và béo phì là một mối đe dọa vì chất béo dạ dày được xếp giữa các cơ quan và tác động này trên sự trao đổi chất của cơ thể và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường. Số đo vòng bụng dưới 80cm cho phụ nữ và 94cm dành cho nam giới được cho là chỉ số an toàn trong việc giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Đồng nghiệp của Harvard, giáo sư Carol Oskin cho biết, hãy cố gắng giữ cho mình một trọng lượng phù hợp, ổn định. Điều đó có thể kéo dài cho cuộc sống của bạn tới 20 năm. 7. Cần có giấc ngủ ngon. Mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc là tình trạng phổ biến ở người cao tuổi. Nếu kéo dài có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Vì vậy, bên cạnh việc tìm nguyên nhân và điều trị đúng cách, việc thực hiện chế độ ăn uống, sinh hoạt, tập luyện phù hợp là biện pháp tốt nhất để người cao tuổi có giấc ngủ ngon. Thức ăn và nước uống có những loại làm cho dễ ngủ, ngủ ngon hơn, nhưng cũng có loại gây trằn trọc, khó ngủ. Để có giấc ngủ tốt, người cao tuổi phải ăn uống đủ chất dinh dưỡng, không nên uống rượu, bia và các chất kích thích gây tổn hại gan và gây mất ngủ như cà phê, các loại nước có ga, không hút thuốc lá và tránh xa khói thuốc lá. Nên duy trì các hình thức tập luyện phù hợp với sức khỏe như đi bộ, tập dưỡng sinh một cách đều đặn hay thực hiện các bài tập luyện nhẹ nhàng trước khi đi ngủ để dễ đi vào giấc ngủ và giấc ngủ sẽ sâu hơn. Nơi tập luyện cần đảm bảo vệ sinh, không khí trong lành, thoáng mát. Tốt nhất có cả nơi ngồi nghỉ tránh gió mưa đột ngột. Cần tạo môi trường yên tĩnh, thư giãn trước khi đi ngủ, bao gồm các điều kiện tối ưu về ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ. Tạo thói quen về giờ giấc sinh hoạt, đi ngủ, mặc quần áo thoải mái, rộng rãi. Khi đi ngủ không nên đọc sách, xem tivi, nhìn đồng hồ, tránh căng thẳng, lo lắng, xúc động. 8. Cải thiện tình trạng suy giảm trí nhớ. Suy giảm trí nhớ là tình trạng phổ biến đối với những người cao tuổi, thường là một tiến trình tự nhiên của sự lão hóa, nên chưa cần thiết phải điều trị bằng thuốc mà chỉ cần áp dụng tích cực các biện pháp thường xuyên hoạt động trí não, sống trật tự, có phương pháp, việc nào ra việc ấy, luôn đọc sách, giao tiếp xã hội, luyện trí nhớ, liệt kê danh sách các công việc cần phải làm, lập thời gian biểu cho công việc hàng ngày, làm theo thời gian biểu công việc đã lập, đề ra những mục quan trọng cần chú ý thực hiện. Không uống rượu, bia, vì rượu có thể thúc đẩy quá trình suy giảm trí nhớ, thậm chí mất trí nhớ ở người cao tuổi. Với những bệnh nhân suy giảm trí nhớ đã được xác định là do bệnh lý, cần điều trị theo hướng dẫn của các bác sĩ chuyên khoa. 9. Kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tuổi càng cao thì sức khỏe càng yếu dần và nhiều chức năng cơ thể bị suy giảm, trong đó có hệ miễn dịch. Do đó, người cao tuổi dễ mắc bệnh và bệnh mãn tính cũng thường hay bị tái phát. Một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi là bệnh tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tiểu năng mạch vành, viêm phế quản mãn tính, giãn phế quản, tâm phế mãn tính, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, loét miệng, ăn không tiêu, đầy hơi, chướng bụng, táo bón, viêm loét dạ dày tá tràng, viêm đại tràng mãn tính, đau xương khớp, thoái hóa khớp. Bên cạnh việc phòng bệnh ngay từ thời trẻ bằng cách xây dựng lối sống khoa học, ăn uống cân bằng đủ chất, năng luyện tập, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, thì người cao tuổi cần đi khám sức khỏe định kỳ, nhất là mỗi khi nghi bản thân mình có bệnh để tầm soát, phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Nếu mắc những căn bệnh có tính chất mãn tính, cần gặp bác sĩ để được tư vấn kiến thức về bệnh, cách điều trị và cách chung sống với nó để tránh những lo lắng không cần thiết. 10. Luôn kết nối với mọi người. Trong khi tuổi thọ trung bình ở Pakistan là 66 tuổi, thì ở
thung lũng Hunza, một vùng núi xa xôi của đất nước này, tuổi thọ trung bình là 100. Từ năm 2021, nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ đến sống ở Hunza và phát hiện một số yếu tố có thể góp phần tạo ra sự khác biệt nổi bật này. Theo đó, mối quan hệ gắn bó giữa người dân trong làng giúp họ có sức khỏe tốt hơn và sống lâu hơn. Nhiều nghiên cứu chứng thực rằng sự kết nối xã hội có thể tác động đáng kể đến tuổi thọ. Các khu dân cư và làng mạc rất gắn bó, người dân Hunza chăm sóc lẫn nhau, đặc biệt là những người lớn tuổi. Ở đây không có nhà hưu trí, người cao tuổi rất được gia đình tôn trọng và chăm sóc. Chuyên gia Samatasi cho biết, sống ở làng 2 năm, cô chưa bao giờ được trải nghiệm một không gian sống gắn bó như vậy. Ngoài ra, để sống vui khỏe an nhiên tuổi già, bạn nên biết tiết kiệm càng sớm càng tốt để khi về già, dù không còn sức lao động, bạn vẫn có được cảm giác an toàn, sống thoải mái. Trong cuộc sống, việc tiêu tiền thường dễ dàng hơn nhiều so với tiết kiệm. Nếu bạn không kiếm được nhiều nhưng lại không biết cách tiết kiệm tiền, thì chắc chắn khi cuộc sống gặp biến cố, bạn sẽ trở tay không kịp. Người về hưu nên tìm cho mình ít nhất một sở thích để theo đuổi. Do đó, thế là đi du lịch, khiêu vũ hay đi bộ, đạp xe hoặc tham gia các hoạt động tình nguyện. Theo đuổi sở thích giúp bạn vui vẻ hơn, tinh thần khỏe mạnh và thấy cuộc đời nhiều ý nghĩa hơn. Để có cuộc sống nghỉ hưu hạnh phúc, khỏe mạnh, bạn nên sớm xây dựng những thói quen tích cực và gắn bó với chúng. Nghỉ hưu là một sự chuyển đổi lớn, làm thay đổi vai trò, thói quen, các mối quan hệ. Việc tìm ra thói quen hiệu quả, phù hợp sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng nếu kiên nhẫn theo đuổi thì sẽ đạt hiệu quả cao. Các chuyên gia cũng cho biết, mức độ hạnh phúc của những người về hưu tăng hơn vì sống gần con cái, nhưng không sống chung. Không nên để con cái phụ thuộc vào bạn. Những đứa con trưởng thành cần có cuộc sống độc lập. Trên thực tế, trong nhiều trường hợp, cha mẹ vẫn hỗ trợ con cái trưởng thành thường ít hạnh phúc hơn khi nghỉ hưu. Quý vị thân mến, khi về già, hãy sống cho mình, ăn những món mình yêu thích, đi đến những nơi mình muốn đến. Đừng để tuổi già của mình trôi qua trong sự nhàm chán và tẻ nhạt. Hãy biết trân trọng những ngày tháng cuối tươi đẹp trong chặng đường cuộc đời đầy gian lao của mình, quý vị nhé. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện 14 ngày và 30 phút. Đám nam thanh nữ tú đứng trước cửa hiệu, thấy anh đi qua thì chào mời rôm rả. "Chú vào xem hàng cháu đi." Nam thanh bảo, "Chú vào ngồi thử mấy phút đi." Nữ tú bảo, thoáng nhìn qua tường kính, thấy mấy cái ghế mát xa đen ngòm sừng sững. "Ghế mát xa." Anh xua tay, "Để lúc khác, chú đang vội." "Vội thật, đang đi chứ ngồi gì được." Một nam thanh và nữ tú vẫn bám theo. Thoáng thấy mấy nam thanh nữ tú kia đã tách ra để mời chào một người khác đang đi tới. Hai đứa bám theo nói, "Chú chỉ cần bớt 10 phút để cháu giới thiệu sản phẩm mới, rất nhiều tiện dụng." Anh lắc đầu, "Chú biết rồi." "Không ạ, đây là hàng mới nhập từ Nhật, không phải đồ Đài Loan, China." Nữ tú bảo, anh lại vừa đi vừa đáp, "Thôi thôi, chú còn nhiều việc, chú sẽ vào sau." Đến đây thì nam thanh năn nỉ, "Chú chỉ cần vào ngồi 5 phút thôi, cho chúng cháu tính công có tiền ăn trưa thôi chú ạ." Dứt được ra đi rồi, nhưng cái câu có tiền ăn trưa không dứt ra được. Nó bám mãi trong đầu, day dứt. Nó cám cảnh, nó gây cảm thương, nó làm cho người ta đi rồi mà cứ thấy vướng víu nặng nề. Vừa đi vừa tự trách mình, lòng cảm thương của mỗi người không đủ dùng cho một ngày. Gặp bà bán củ từ rong hoang trang luộc, đang gánh hàng thì bị đổ lăn lóc trên vỉa hè. Mua giúp thằng bé lém lỉnh bán mấy cái bấm móng tay, đồ chơi kẹo cao su ở quán nước. Mua hộ
Cô bé đứng ở chỗ đèn xanh đèn đỏ, chạy ra xúi vào tay người dừng xe cái tờ quảng cáo và quán ăn mười mở nhận cho nó. Lại vì thấy nó xinh quá nên giả vờ đọc chăm chú cho nó đỡ thất vọng. Đèn xanh bật lên, phóng xe đi thì sang bên kia ngã tư thấy những tờ quảng cáo bị ném xuống đường bay lả tả. Đến khi gặp cái ghế massage thì lòng cảm thông đã cạn, vừa bỏ đi vừa như tự giải thích, chắc cửa hàng tính công cho nhân viên bằng số lượng khách đã vào và chịu ngồi thử ghế. Chịu nghe nhân viên hướng dẫn và quảng cáo về mặt hàng, tức là nhân viên đã làm việc và nhân viên được chấm công. Ôi trời! Lên đến văn phòng, đi qua cửa phòng xếp, liếc nhìn qua cửa kính, rèm lá rách không buông thấy cái ghế trống không. Xếp chưa đến, cái ghế không người lại như mời mọc. Vào ngồi 5 phút cho chúng cháu có tiền ăn trưa. Mà lúc này mới thấy cái ghế của sếp giống ghế massage thật, cũng đen ngòm bề thế, cũng lưng ghế cao quá đầu người, như một cái ngai nữ hoàng chứ không phải chiếc ghế tổng thống. Ghế tổng thống Pháp không thế, ghế tổng thống Mỹ không thế, ghế cho quan chức nội các họp hành tham vấn trong phòng bầu dục Nhà Trắng không thế. Ghế nào cũng thanh thoát giản đơn, lưng ghế chỉ cao bằng vai hoặc chưa bằng vai. Mà nghĩ cho cùng, ghế nữ hoàng thật ra có cao to lớn như thế không nhỉ? Sếp này cũng là một nữ hoàng, danh nhân thành đạt, từng đi thi hoa hậu thành đạt và đoạt giải áo dài. Áo dài trơn mượt không cầu kỳ lúc đi thi, nhưng khi tiếp khách tổng công ty thì trang phục đầy gen, gen xếp nếp này trên vai và loe xoay quanh cổ. Thôi không nói chuyện ăn mặc của người ta, giờ đang nhìn vào cái ngai nữ hoàng thì hẳn nói chuyện cái ghế. Vừa mới có quyết định đề bạt lên tổng, việc đầu tiên là sếp sắm ngay cái ghế này về, to vần vật, nặng trình trịch, khiêng vác vào phòng huỳnh huỵch. Cái ghế say của đời sếp trước bị tống ngay đi. Ông phó xin luôn về phòng mình, hình như là để lấy may. Lộc của đời sếp trước và đời này quẳng đi như rác thì chưa chắc đã phải là lộc. Ông tin thì kệ ông. Sếp lấy hóa đơn chiếc ghế đưa cho quản trị thanh toán. Chẳng may công ty không hẳn là đơn vị độc lập mà được chủ động chia tiêu. Cụ quản trị chịu không thanh toán. Thứ nhất, cái ghế cũ mới mua 2 năm rưỡi mà 5 năm mới hết hạn hao mòn. Thứ hai, xin nhắc lại quy định, mọi tài sản mua sắm cho cơ quan đều theo quy trình làm giấy đề nghị và chờ duyệt. Giá thành bao nhiêu, mẫu mã thế nào đều phải tuân theo tiêu chuẩn cấp bậc. Nói tóm lại, sếp chỉ được dùng cái ghế hao mòn 2 năm rưỡi. Ông phó biết tin ghế mới không được duyệt, nhưng ông cũng ỉ ra, khi nào sếp ấy đòi lại thì mới trả. Giờ mang trả ngay, cô ấy lại tưởng mình hà hay quá mức. Còn sếp thì miệng vẫn tươi cười trên cái cổ đầy gen, sếp nếp. Nhưng ai mà biết trong lòng sếp thế nào. Rồi chưa biết lão vụ trưởng quản trị sẽ được xơi lại đòn gì đâu. Sếp phải cắn răng bỏ tiền túi ra cho ngai vàng nữ hoàng hơn chục triệu. Gần trưa thì một tin chấn động. Hộp thư điện tử của toàn bộ nhân viên nhận được một cái email thông báo. Sếp làm việc tại nhà bắt đầu từ hôm nay và kéo dài trong 14 ngày. Cách ly rồi. Lý do: sáng sớm nay sếp đi đánh golf với một nhóm bạn. Trong nhóm bạn ấy có một vị giáo sư vừa mang bệnh virus Vũ Hán từ nước ngoài về. Chữ nước ngoài tế nhị mà ai cũng hiểu. Cả bọn đang gầy bóng thì người ta đến bắt ông kia đi cách ly tập trung. Đám bậu sậu vây quanh ông ta được lệnh tự cách ly tại nhà. 14 ngày, 2 tuần, toàn bộ nhân viên lòng đầy hân hoan, như kiểu học sinh đến lớp mà được tin cô giáo chủ nhiệm phải đi viện 2 tuần. Thông thường chỉ dám ước mơ cô ốm vài 3 ngày thôi, một thứ ước mơ cò con vụn vặt, đằng này đã trở thành hiện thực, một cái ước mơ quá xa xỉ hào phóng. Buổi chiều giao ban đột xuất, từ nhà riêng,
Sếp bật máy quay trên mạng kết nối đến phòng làm việc chính của sếp. Các trưởng phòng, trưởng ban được triệu tập vào phòng sếp. Trong ấy có cái tivi màn hình 55 inch. Bộ sofa đen chen chúc ngồi 8 người, bê thêm cái ghế đầu nữa là đủ. Cái ngay sau bàn làm việc thì ông phó tót lên ngồi, giở sổ ra đăm chiêu như lăm lăm ghi chép lời vàng ý ngọc, chẳng biết ông nghĩ gì. Xuất hiện lên màn hình 55 inch đúng tư thế bà tổng, vẫn trang phục cổ đầy gen tiếp khách quốc tế. Mọi người xăm soi xem trên mặt trên cổ xếp có cái nút ban đỏ nào không, nút bầm tím nào không, nước da trắng hồng hay xanh tái. Xếp ở nhà một mình nên xếp không đeo khẩu trang. Anh em ở đây ngồi cạnh nhau nên khẩu trang nghiêm chỉnh, đầy đủ chính quy. Loại y tế hai lớp xanh da trời và trắng tự nhiên. Loại thời trang hoa văn sen hồng gió lay tượng Phật. Đôi mắt xếp nhìn thẳng ống kính, cho nên ai cũng tưởng xếp nhìn mình. Rồi ai cũng tưởng sếp nhìn ông phó đang ngồi trên ngai của sếp, mà xem ra ông ấy chẳng nghĩ gì. Việc ai người đấy ghi chép lại để thực hiện, anh thì nghĩ, không biết cái ghế kia, ở chỗ cái bàn tọa có lò xo dập dình hay không. Ghế của mình, người thao thức vì đất nước thì nghe đâu chỗ ấy chĩa lên cục đầu nhọn. Ghế là bàn trông bàn ngai, ngồi trên ấy, người ta không thể lơ mơ ngủ tiếp đi được. Lại băn khoăn chỗ lưng ghế có bàn trông không, hay chỉ là quả cầu mát xa cuồn cuộn trồi lên tụt xuống, hay là nó có chức năng bấm huyệt làm cho người ngồi tỉnh táo. Chồng ông phó thì đang nhức nhồm cửa quậy không chịu chứng ngái ngủ thế kia. Nhưng ông phó chỉ ngồi cái ngai ấy 2 ngày rồi bỏ. Ông là người cũng đã chạy đua vào cái ghế xếp nhưng đã để thua. Giờ cũng chỉ ngồi 2 ngày thì bỏ cuộc, chạy ra sofa ngồi, chẳng hiểu ông có ý gì. Cái ngay bỏ trống, anh em mỗi người ngồi một hôm, ai đến sớm thì ngồi, cũng chẳng ai quan tâm xem xếp giao ban trên màn hình có bằng lòng hay không. Cứ thế mà anh ngồi, chị ngồi, cô ngồi, tôi ngồi, hoa thơm mỗi người ngửi một tí. Người thứ nhất ngồi, người thứ hai ngồi, người thứ ba ngồi, cả đều được ngồi. Mỗi ngày giao ban một lần buổi sáng như lệ thường, người ta tò mò xem ngồi nhà giao ban sếp có thay đổi trang phục hay không. Có. Trên mạng đang lan truyền cái ảnh sếp nam nào đó giao ban trực tuyến từ nhà riêng. Khung hình chỉ là nửa người của sếp, sơ mi cà vạt đầy đủ, nhưng ác hại là sau lưng sếp có một cái gương to. Và trong cái gương ấy, người ta thấy sếp chỉnh tề sơ mi bên trên nhưng bên dưới không mặc quần, phơi lộ cái bàn tọa như cái đít trẻ con mới đẻ. Không, sếp ta không thế. Sếp ta mỗi ngày một bộ. Gen sếp nếp đầy cổ thì hôm nay gen hồng, mai gen trắng, kia gen màu ngọc bích, ngọc lam. Bức tường sau lưng sếp không có một cái gương nào, tường trơn. Không tranh tân gia kiểu găng ộp phai nhóm 5 họa sĩ trẻ. Không bằng khen không vàng to tướng top ten hoa hậu quý bà. Không bằng khen không to nâu vật chiến sĩ thư đua toàn ngành. Không, tường trắng. Không một phản chiếu, không một phô bày. Nói cho đúng thì có một lọ hoa nhỏ đằng sau. 2 ngày thì hoa hồng đỏ bầm như tiết luộc. 3 ngày tiếp theo, hoa bướm phang xê, mỗi ngày một màu. Phang xê mỏng manh chóng tàn. 3 ngày tiếp theo chỉ đơn giản là lọ vạn niên thanh bé bé. 3 ngày nối là hoa cúc vàng. Ngày xưa chỉ mùa thu mới có. Ngày nay, hoa cúc đại đoá nở quanh năm. 3 ngày nữa là hoa trạng nguyên đỏ tưng bừng. 14 buổi giao ban, màu hoa cứ vàng cứ tươi dần lên cho đến khi mãn khai đỏ rực. Lúc ấy mới chuyển lại tay nhau. Sếp không hề chơi khôn hiếc gì với cái ông chuyên gia chém gió khoác lác mang bệnh về cho đất nước. Không phải sáng sớm hôm ấy mà từ chiều hôm trước. Buổi chiều hôm trước, sếp đến thăm lớp học tình thương của một ông kỹ sư về hưu, mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em xóm lao động. Xóm nheo nhóc bên sông, toàn những nhà lao động vãng lai độ Nhật.
ông dạy toán lý hóa. Thêm một bà bạn, ông dạy văn sử địa ngoại ngữ. Ông mời sếp đến thăm lớp và có kế hoạch hỗ trợ trong tương lai. Có thể là cử viên tuần vài buổi đến dạy các em sử dụng máy tính một cách chuyên nghiệp. Có thể là hỗ trợ những chuyến tham quan văn phòng để xem cách tổ chức và làm việc của một cơ quan. Có thể là giúp đỡ nhiều hơn nữa trong tầm tay của sếp. Ông kỹ sư về hưu dẫn sếp vào lớp, lũ trẻ con lao động cư ngụ, nhưng khá tinh tươm sạch sẽ. Không như người ta ngồi xa mà tưởng, trẻ con mắt to mắt bé gì cũng xinh, chứ không như người lớn. Giới thiệu với các em, đây là cô tổng giám đốc, cô ấy là top 10 hoa hậu quý bà, cô ấy đẹp các em nhỉ? Rất đẹp ạ, lũ trẻ đồng thanh. Cô ấy là chiến sĩ thi đua toàn ngành 3 năm liền, cô ấy giỏi các em nhỉ? Rất giỏi ạ, lũ trẻ đồng thanh. Cô ấy đến thăm, em nào học giỏi chăm ngoan, cô ấy sẽ thưởng, các em có thích không? Rất thích ạ, lũ trẻ lại đồng thanh. Tất nhiên là khi ấy sếp đã bỏ khẩu trang ra để cho các em chiêm nghiệm dung nhan. Các cháu thì đứa khẩu trang đứa không. Vừa rất đẹp, ạ, rất giỏi ạ. Xong thì có tiếng ho khan. Em nào ho đấy? Mấy đứa không đeo khẩu trang vô vội khẩu trang trên mặt bàn đeo cuống quýt. Đây ạ, bạn ấy đây ạ. Thầy giáo bước tới sờ tay lên trán chú bé. Trán nóng hâm hấp, sốt rồi. Đêm hôm ấy, thầy giáo gọi điện cho sếp, báo tin chú bé đã được đưa vào viện. Trong khi chờ kết quả xét nghiệm, thì toàn bộ lớp học đã được phổ biến cách ly. Cả xóm lao động đang được phong tỏa để không ra ngoài, không vào. Khốn khổ, cái xóm lao động kiếm cơm từng ngày, giờ ngồi bó gối thì lấy gì mà ăn. 14 ngày tự cách ly, sếp ngồi nhà vẫn điều khiển nhóm từ thiện quý bà mang lương thực thực phẩm đến tiếp tế cho xóm lao động ấy. Cả rằng chẳng biết thì thôi, chứ gặp một lần cũng nên nghĩa. Chuyện ấy cứ vơ vẩn trong đầu anh, lại đi qua cái cửa hàng ghế mát xa nọ, lại có đến 4-5 thanh nữ tú đứng chầu trước cửa. Nhìn thấy họ từ xa, anh quyết định hôm nay sẽ chủ động ghé vào. Đứa nào cũng bảo chú chỉ cần ngồi 5 phút thôi, nhưng thực tế là hơn 30 phút. Đứa sửa dáng ngồi, đứa ấn lưng cho áp vào thân ghế, đứa nhấc bổng hai chân lên đặt vào đúng chỗ. Tín hiệu đèn lập lòe, bấm nút điều khiển tanh tách, tanh tách. Mấy chục cái quả cầu trong ghế đồng loạt tống khởi nghĩa, rầm rập cuồn cuộn. Người trên ghế lúc dành lên nằm ngửa trên một chiếc mè, lúc lại nhấn chìm xuống sâu trong dòng thác lũ. Mê đi một lúc thì lại thấy một nữ tú ngồi bên cạnh cầm catalog thao thao quảng cáo, giới thiệu từ cấu tạo đến tính năng, tác dụng đến tính ưu việt của sản phẩm mới. Rồi lại lan man nghĩ cái ngay của sếp cũng giống cái ghế mắt ra, có thể ngả ra sau giường sếp thế này. Sếp hàng ngày đu đưa trên ghế ấy, cổ thì lúc nào cũng đầy gen. Nghe đâu trong lớp gen sếp nếp ấy có một cái sẹo rạch dài ngang. Nghe đâu chồng trước thấy sếp cứ tung tăng thi hoa hậu quý bà, khôi ngô cấp ngành, lão ấy ghen, lão ấy điên lên, lão ấy cho một nhát. Nghe đâu và nghe đâu. Thực ra mọi hiểu biết về đồng nghiệp chỉ là nghe đâu. Hồi lâu anh tỉnh lại, ngồi thẳng lên. Hồi lâu anh đứng dậy cảm ơn, rồi lảo đảo đi ra ngoài khỏi cửa hiệu. Chú lại đến chú nhé. Chú vào ngồi chơi thôi, chú thấy cần thiết hẳn mua. Anh chỉ biết cười. 8-5 thanh nữ tú hôm nay đã có tiền ăn chưa? Trận dịch say rằng, tháng sau anh đi qua, nhìn vào bên trong cửa hàng chỉ còn mỗi một nam thanh. Nam thanh cũng chẳng buồn hỏi han chèo kéo. Mấy chiếc ghế massage đã được đặt trước cửa, ưỡn ra như mời mọc. Ghế không bán được thì rời cho thuê theo phút. Ghế xa nhau 2 mét đúng như lệch giãn cách. Có biển hướng dẫn cho khách tự ngồi vào, nhét tờ 20.000 vào khe hở trên máy, được ngồi 12 phút. 50.000 ngồi 30 phút. Máy tự động
nên không cần người trông, và có đủ các mức thời gian cho người vội lẫn người không vội. Thế là đầu giờ chiều, trước giờ làm việc, anh ta ngồi 30 phút, coi như chợp mắt 30 phút trên cái ghế ấy mà lại được chăm lo đấm bóp hẳn hoi. Mình ngồi nghỉ ngơi, còn chú nam thanh nữ tú kia cũng nhờ thế mà được một bữa trưa. Liệu chú ta có được không nhỉ? Chắc là được. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tuổi 60 nhớ kỹ 6 điều này để tuổi già thành thơi viên mãn. Thưa quý vị, như người ta thường nói, bạn biết được vận mệnh của mình ở tuổi 60. Ở độ tuổi này, chúng ta phải chú ý hơn đến các chỉ số thể chất của mình để có thể tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh hơn trong những năm cuối đời. Trong mắt nhiều người, 60 tuổi là đã già, nhưng trên thực tế, nhiều người bạn tầm 60 tuổi cho rằng đây là độ tuổi thích hợp để bắt đầu tận hưởng cuộc sống tốt đẹp. Nếu được yêu cầu định nghĩa những năm tháng vàng của cuộc đời, tiêu chuẩn của mỗi người đều khác nhau, và có lẽ câu trả lời cũng khác nhau. Vạn điều ý nghĩa tin rằng nhiều người muốn quay trở lại những năm tháng tuổi trẻ và tin rằng 10 năm vàng son phải tràn đầy động lực. Nhưng nếu chúng ta lấy hạnh phúc trong cuộc sống làm thước đo, thì độ tuổi hạnh phúc nhất trong cuộc đời có thể không nhất thiết là khi bạn còn trẻ. Ở độ tuổi 60, người ta đã vượt qua cú đập của nỗi lo tuổi tác, và đây là thập kỷ của hạnh phúc. Tuổi 60, quý vị nên nhớ kỹ 6 điều này để thành thơi viên mãn. Thứ nhất, đừng tin đông con thì nhiều phúc. Thưa quý vị, trong giáo lý nhà Phật có dạy về luật nhân quả báo ứng hay nhân quả luân hồi. Số kiếp là để chỉ duyên nợ từ kiếp trước. Đạo Phật thường nói rằng nếu không nợ nhau thì làm sao gặp gỡ. Con cái đến với cha mẹ ở kiếp này là có 4 loại nghiệp duyên. 1 là để báo ơn, 2 là để đòi nợ, 3 là để trả nợ, 4 là để báo oán. Ơn oán nghiệp lực còn phụ thuộc vào cả kiếp trước và cả những việc làm của cha mẹ kiếp này. Loại thứ nhất là báo ân. Trong quá khứ, đôi bên có ân huệ với nhau. Kiếp này một người sẽ về làm con để báo đáp ân tình xưa. Loại thứ hai là báo oán. Kiếp trước bạn kết hận với họ, vì thế kiếp này họ tìm đến làm con để báo thù. Kiểu con này là dạng phá gia chi tử, ương bướng, khó bảo. Loại thứ ba là đòi nợ. Cha mẹ thiếu nợ chúng nó đến đòi nợ. Nếu thiếu nợ ít, nuôi 2-3 năm, con bèn chết. Nếu thiếu nợ nhiều, đại khái là nuôi đến khi tốt nghiệp đại học, sắp có thể làm việc, bèn chết mất. Nợ đã đòi xong, nó bèn ra đi. Loại thứ tư là trả nợ. Con cái thiếu nợ cha mẹ quá khứ hay đời quá khứ. Hiện tại hay đời này gặp gỡ, nó phải trả nợ. Nó phải nỗ lực làm lụng để nuôi nấng cha mẹ. Nếu nó thiếu nợ cha mẹ rất nhiều, nó cung phụng cha mẹ vật chất rất trọng hậu. Nếu thiếu nợ rất ít, nó lo cho cuộc sống của cha mẹ rất tệ bạc, miễn sao quý vị chẳng chết đói là được rồi. Hạng người này tuy có thể phụng dưỡng cha mẹ, nhưng thiếu lòng cung kính, chẳng có tâm hiếu thuận. Con cái là hạnh phúc, niềm tự hào của cha mẹ. Khi con còn nhỏ, có thể ta đặt nhiều kỳ vọng ở chúng. Nhưng khi con lớn hơn, mình cũng già đi, chỉ ước ao rằng con sống hạnh phúc, bản thân đã mãn nguyện an yên. Song dù gì đi nữa, mỗi người đều có cuộc sống riêng, chúng ta không thể đảm bảo rằng con sẽ ở bên ta đến hết đời. Cũng đừng bao giờ nghĩ nhà đông con thì nhiều phúc. Gia đình là một xã hội thu nhỏ
mà càng nhiều thành viên thì càng dễ phát sinh mâu thuẫn. Do đó, có bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Tuổi già sức yếu, có con đỡ đần bên cạnh, quả là phúc phần may mắn. Nhưng cũng đừng ôm kỳ vọng rồi bắt chúng phải chịu trách nhiệm. Đau khổ cuối cùng cũng là mình mà thôi. Thứ hai, đừng quá đặt nặng nhà cao cửa rộng để dưỡng lão. Nhà là chốn về, là sự an tâm của một người. Người hạnh phúc nhất, dù vua chúa hay nông dân, là người tìm thấy sự bình yên dưới mái nhà của mình. Sau quãng thời gian làm việc căng thẳng, cuộc sống bộn bề lo toan, nhà là nơi để về với căn nhà mà nơi đó tính cách, sở thích, suy nghĩ của mình dường như đồng nhất, khiến con người ta càng có thêm sự đồng cảm, sức sống và thư giãn. Nhà là nơi các thành viên trong gia đình cùng nhau xây nên, mang một suy nghĩ, giấc mơ về một tương lai tươi đẹp và hạnh phúc. Nơi mà mọi vui buồn, hạnh phúc của gia đình được lưu lại, là nơi mà các con lớn lên và trưởng thành, là nơi tất cả các thành viên quây quần bên nhau mỗi tối. Thời trẻ, nhiều người cố gắng nỗ lực mua nhà mua xe, mục đích không gì khác ngoài việc để bản thân có nơi để che mưa che nắng, sáng mưu sinh rồi tối về yên giấc. Nhưng không ít người lấy việc có nhà cao cửa rộng để dưỡng lão làm mục tiêu sống một cách cực đoan, làm việc bất chấp sức khỏe để đến một ngày nằm xuống mới nhận ra chết rồi chẳng thể mang theo thứ gì. Đôi khi hạ thấp tiêu chuẩn mới là cách sống thông minh. Đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ phát hiện sau khi nghỉ hưu có một nơi để chui ra, chui vào đã là hạnh phúc lắm rồi. Hạnh phúc chính là sự hài lòng. Nếu muốn làm hài lòng chính mình, trước tiên bạn phải biết bản thân mình là ai. Đừng so sánh bản thân mình với người khác. Kỳ vọng sẽ nảy sinh khi bạn so sánh. Nếu bạn cứ mãi so sánh bản thân mình với người khác, bạn sẽ không thể làm được điều gì. Thay vì so sánh bản thân với người khác, bạn hãy vui vẻ đón nhận những điều tốt đẹp của cuộc sống. Cũng đừng ganh tị với những gì của người khác. Hãy sống cuộc sống trọn vẹn của chính mình để tận hưởng cuộc sống một cách hoàn hảo nhất. Chỉ khi ngừng so sánh, bạn mới cảm thấy hài lòng. Hạnh phúc xem ra rất đơn giản, đó là khi bạn không tham lam, không phiền muộn và không tìm kiếm những thứ xa vời thực tế. Thứ ba, đừng theo đuổi trường thọ mỹ mãn. Thưa quý vị, trên thực tế, khi một người dần mất đi sức khỏe, hạnh phúc cũng từ đó tiêu tan dần. Đặc biệt là đối với người già nhiều bệnh, sống nhiều hơn một ngày cũng là một sự dày vò mỏi mệt. Người già nhiều bệnh nằm trên giường mà lại không có con cái phụng dưỡng thì càng bất hạnh hơn. Chỉ cần mỗi ngày trôi qua với sự hài lòng, tin rằng chẳng ai còn quan tâm đến việc bản thân có thể sống được bao nhiêu. Trường thọ có lẽ là điều ai cũng muốn, nhưng hãy dung dị với chuyện sinh lão bệnh tử. Đừng dày vò bản thân bằng suy nghĩ tìm đủ mọi cách để mình sống thọ. Bởi lẽ khi ôm khát khao này trong mình, trường thọ không thấy đâu mà chỉ là những ngày không được an lòng. Thứ tư, từ chối chăm sóc cháu toàn thời gian. Trên thực tế, suy cho cùng, cha mẹ Á Đông thường dành rất nhiều tình cảm cho con. Cả đời không nỡ buông tay. Họ luôn sợ con cái sẽ có cuộc sống không tốt, lại càng sợ con không thân thiết gần gũi với mình, nên cứ tất bật lo toan. Tuy nhiên, khi bạn nhìn thế giới với một tâm thế khác, mọi thứ sẽ hiển hiện trong một khung cảnh khác. Chú Luân, 66 tuổi, người Hà Nam, đã nghỉ hưu được 6 năm và ngày càng trẻ ra trông thấy. Dù không có con cái ở gần bên, ông vẫn hạnh phúc mỗi ngày. Khi có người hỏi bí quyết, ông chỉ nói rằng: những năm cuối đời, tôi muốn một lần được sống cho mình,
nên đã phũ phàng từ chối ba yêu cầu của con trai. Nhờ vậy, tôi sống an hưởng tuổi già theo đúng mong muốn của bản thân. Nhiều người già mong có được khoảng thời gian vui vẻ bên cháu con những năm cuối đời. Nhưng tôi khác mọi người, tôi muốn trở về với cuộc sống một mình sau khi nghỉ hưu, ông Luân cho biết. Ban đầu, cháu của ông đến tuổi học mẫu giáo. Vợ chồng con trai đều bận công việc nên muốn nhờ ông đưa đón cháu đi học hàng ngày. Ông Lý đồng ý và suốt 3 năm đó, ngày nào ông cũng tận tình đưa đón. Quan hệ của hai ông cháu rất khăng khít. Nhưng từ ngày cháu lên tiểu học, ông nói rõ với vợ chồng con trai rằng từ nay ông sẽ không chịu trách nhiệm việc đưa đón nữa. Thỉnh thoảng nếu có việc đột xuất nhỡ nhàng, ông có thể giúp, nhưng nếu ngày ngày đều làm thì ông không đồng ý. Thứ nhất, ông già rồi, không lái xe được. Ngày nào hai ông cháu cũng dầm mưa dãi nắng đi bộ hoặc chen chúc xe công cộng vô cùng mệt. Ngoài ra, những đứa trẻ khác đều được bố mẹ đưa đón, chỉ có mình cháu trai không có, cháu cũng sẽ tủi thân. Thứ hai, trình độ học vấn của tôi không cao. Cháu trai đã đến tuổi học hỏi mọi thứ xung quanh, nếu cứ theo ông quá nhiều thì rất dễ bị tư tưởng cũ kỹ của ông ảnh hưởng. Thứ ba, ông thực sự muốn sống nốt nửa đời trong an nhàn. Ông đã làm việc chăm chỉ cả đời, cũng đã giúp đỡ chăm sóc cháu trai trong nhiều năm rồi. Bây giờ khi đôi vợ chồng đã ổn định công việc, ông muốn nghỉ ngơi nhiều hơn. Con trai ông Luân nghe xong thì cảm thấy có lý nên đồng ý. Quý vị thân mến, vợ chồng sinh con ra, trách nhiệm đầu tiên với con là của họ. Tất cả mọi mặt của cuộc sống cho con, họ phải lo toan chu toàn, kể cả việc ai chăm sóc con sau khi mẹ đi làm cũng nên được tính toán kỹ. Bố mẹ đến tuổi già đã tới lúc họ được nghỉ ngơi sau nhiều năm lo cho chính con cái họ. Đến khi có cháu, trách nhiệm với cháu đâu phải của ông bà. Nhiều năm trời họ tất bật với con của họ, đến tuổi già lại tất bật với con của con họ. Vậy thì đến lúc nào họ mới được nghỉ ngơi? Nhất là khi có những người con hoàn toàn quy kết trách nhiệm chăm cháu cho ông bà. Lợi dụng và đòi hỏi, có việc không ưng ý thì lên án, mặt nặng mày nhẹ. Ông bà chăm sóc cháu, đó là lựa chọn của họ. Đến tuổi của mình, họ hoàn toàn có quyền nghỉ ngơi, đi du lịch, tham gia các hội hè người cao tuổi. Với cháu, họ có quyền lựa chọn có vì thương con mà chăm sóc hay không. Và đương nhiên, đấy không phải nghĩa vụ bắt buộc. Thứ năm, từ chối bán nhà để chuyển đến thành phố. Ông Luân có một ngôi nhà cũ trong làng và một ngôi nhà mới xây ở thị trấn. Cá nhân ông vẫn sống ở trong làng chứ không chuyển sang nhà mới. Nhưng vì ngôi nhà mới gần đường cái được coi là có mặt tiền, dễ kinh doanh, nhiều người liên hệ hỏi mua. Con trai thấy ông ở quê một mình, sợ ông cô đơn và không có ai chăm sóc nên cứ khuyên ông bán cả hai ngôi nhà đi. Số tiền đó có thể góp với con trai để mua một căn nhà lớn có 4 phòng ngủ trên thành phố. Như vậy, gia đình sẽ sống cùng nhau và có người chăm sóc. Ông Luân trực tiếp từ chối đề nghị này. Ông chỉ lấy ra 500 triệu cho con, giúp con trả một phần tiền đặt cọc để mua căn hộ 3 phòng ngủ trong thành phố. Hơn ai hết, ông hiểu rằng tuy con trai là con mình, nhưng ở chung lâu ngày với con dâu thì không ổn. Ông sợ cách biệt thế hệ sẽ dẫn đến việc nảy sinh mâu thuẫn, ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Khi đó, con trai sẽ bị kẹt ở giữa, đứng về bên nào cũng không tốt. Thứ hai, dù ở quê một mình, ông vẫn có nhiều bạn bè và hàng xóm thân thiết. Ngày nào cũng vui vẻ, không tốn nhiều tiền, chẳng hề cô đơn như các con lo nghĩ. Thứ sáu, từ chối đi thêm bước nữa. Vẫn là trường hợp của ông Luân, từ khi về hưu,
ông nhận thấy con trai có ý định giúp ông đi thêm bước nữa. Ý định này ngày càng mạnh mẽ sau khi ông từ chối lên thành phố ở cùng các con. Lúc nào họ cũng sợ ông cô đơn, không có ai chăm sóc nếu xảy ra chuyện. Tuy nhiên, ông luôn thẳng thừng từ chối ý tốt này của các con. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tuổi già vốn là thời gian an nhàn hưởng phúc. Ông cũng không muốn làm lãng phí thời gian của người khác để một lần nữa bắt đầu tìm hiểu, thử chung sống với nhau. Tuổi trẻ còn có nhiều thời gian để cãi vã rồi lại hòa hợp. Nhưng ở tuổi trung niên, ông Luân không muốn như vậy. Ông giải thích với các con để họ hiểu rằng ông không sợ ở một mình mà chỉ sợ cuộc sống không còn an bình. Hợp tan đi tán ở tuổi này là một điều rất khó chịu với ông. Sau khi mạnh mẽ bác bỏ ba yêu cầu của con trai, ông Luân đã tận hưởng từng ngày hưu trí vô cùng mãn nguyện. Sáng sáng, ông tản bộ quanh làng, vừa đi chợ mua đồ ăn, vừa coi như tập thể dục cho khỏe người. Tới trưa, dùng bữa xong, ông chợp mắt một lúc rồi dậy đọc sách trong sân. Buổi chiều, khi thời tiết mát mẻ hơn, ông sẽ ra đình làng tụ tập với những người bạn già để chơi cờ, tán gẫu. Ngày tháng cứ thế an nhàn trôi qua, ông trở thành người sung sướng nhất làng. Thưa quý vị, khi có tuổi, hẳn rằng người nào cũng muốn được sum vầy bên cháu con, được sống trong sự chăm sóc, yêu thương mà an hưởng tuổi già. Nhưng thực tế, đôi khi đắng cay muôn phần, ngoài kia có không ít cụ ông, cụ bà neo đơn, không nơi nương tựa. Hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ già là nghĩa vụ của con cái. Song quá trình này nên được tạo dựng từ hai phía. Cha mẹ là tấm gương của con cái, nửa đời sau viên mãn hay không cũng được quyết định từ cách một người sống ở nửa đời trước. Nếu quan sát kỹ, người già sống hạnh phúc, tận hưởng sự hiếu thuận của con cháu thường sở hữu ba điểm này. 1. Luôn yêu thương con cháu, nhận được khẩu phúc. Xuân gieo mầm, thu gặt hái. Khi cuộc sống đang ở giai đoạn mùa xuân rực rỡ, chúng ta nên chân thành gieo hạt. Khi mùa thu đến, chúng ta sẽ có một mùa bội thu. Mùa đông cũng nhờ đó thoải mái muôn phần. Cuộc sống là sự dung hòa của cho và nhận. Có lẽ nhiều người sẽ nói rằng không ít cụ ông, cụ bà neo đơn đã một lòng nuôi con. Đến khi trưởng thành, chúng lại ăn cháo đá bát, ruồng bỏ cha mẹ. Nhưng khi nghe đến trường hợp này, bạn lại muốn đi ngược với chữ hiếu, mất niềm tin vào cuộc đời sao? Hãy làm đúng với cái tâm và trách nhiệm, cuộc đời sẽ không bạc bẽo và ít nhất cũng không thẹn với lòng. Đến khi không còn đủ sức khỏe để tự lo cho bản thân, phải nằm một chỗ, được con cháu đỡ đần chăm bón cũng là phúc phần được tạo nên từ những gì mình đã cho đi trước đó. 2. Sống có đạo đức và tu dưỡng, xây dựng gia phong. Thưa quý vị, con người già đi nhưng lại không có sự tu dưỡng trong đạo đức và cảm ngộ về cuộc sống. Đây chính là một bi kịch, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả gia đình. Đến tuổi già mà không bỏ được những thói hư tật xấu và cách sống lệch lạc của thời trẻ thì chắc chắn sẽ hủy hoại hạnh phúc của một người. Luận ngữ của Khổng Tử có câu: kỳ thân chính bất lệnh nhi hành, kỳ thân bất chính tuy lệnh bất tòng. Bề trên thiếu ngay thẳng, cho dù có mệnh lệnh thì người dưới cũng chẳng thi hành. Bản thân người lớn còn không thể sống đứng đắn thì làm sao đòi hỏi con cháu cũng ngay thẳng, đoan chính. Người đi trước là tấm gương của người đời sau. Không phải tự nhiên mà ông cha ta có câu: con cái là tấm gương phản chiếu của bố mẹ. Cha mẹ sống có đức hạnh, con cái ít nhiều cũng có sự chừng mực trong đối nhân xử thế và cung cách làm người. Đây chính là gia phong. 3. Dạy con tự lập và biết kiếm tiền vun bồi tài phú.
cho người con cá không bằng chỉ người cách câu. Ngay cả khi cha mẹ già đưa tiền lương hưu và tiết kiệm cả đời cho con cái, cũng không thể đảm bảo chúng sẽ có đủ cơm ăn áo mặc đến hết đời. Nếu không biết dạy con tư duy tạo dựng tài sản và tự lập mà chỉ lo chiều chuộng thì con cái sẽ mất sự chủ động trong cuộc sống, từ đó cũng chưa chắc hiểu được hiếu thảo là gì. Cha mẹ sinh con ra trên đời, đồng hành cùng con trưởng thành, có thể hy sinh tất cả vì con, nhưng chắc chắn không thể chăm lo cho con đến hết đời. Bởi lẽ thời gian không chừa một ai, bố mẹ rồi cũng sẽ ra đi. Lúc này nếu con cái chưa thể tự lập, biết lo cho bản thân thì quả là đáng buồn. Hơn nữa, một con sâu làm rầu nổi canh. Nếu trong nhà có người không biết kiếm tiền sẽ mất hòa khí, sinh ra mâu thuẫn giữa anh em với nhau. Một người có tầm nhìn xa trông rộng sẽ giáo dục con cái thật tốt để chúng có khả năng kiếm tiền và tạo dựng gia đình nhỏ tử tế. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Về già, khôn ngoan có 3 việc không quan tâm, 6 việc phải lười. Quý vị thân mến, tuổi già, sống khỏe mạnh, trường thọ là khao khát của tất cả mọi người. Tuy nhiên, sinh lão bệnh tử là quy luật mà chẳng ai có thể tránh được. Cho nên, chúng ta chỉ còn cách là chăm chỉ, duy trì những thói quen tốt và loại bỏ những thói quen xấu trong cuộc sống hàng ngày để có một cơ thể khỏe mạnh, một tâm trí thảnh thơi. Tuy nhiên, cũng có một vài việc lười biếng hoặc không quan tâm lại rất tốt trong việc giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ, cũng như được hưởng một tuổi già an nhàn và sung sướng. Dưới đây là 3 việc không quan tâm và 6 việc phải lười ở tuổi già. Hãy cùng Vạn Điều Ý Nghĩa lắng nghe và chiêm nghiệm nội dung sau đây, quý vị nhé! Việc thứ nhất, cách con mình nuôi dạy cháu. Hạnh phúc vì có cháu đích tôn, bà Thoa nhận việc chăm sóc cháu trai ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Bà tuyên bố cứ đẻ ra đi rồi bà lo cho tất. Bà muốn cho ăn gì, làm gì phải theo, khiến cho chị Giang cảm thấy mình bị bà cướp mất vai trò làm mẹ. Mọi ăn uống sinh hoạt của chị Giang được bà can thiệp gắt gao. Lúc nào bà cũng sợ chị làm gì đó ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi. Mâu thuẫn giữa hai người càng lên cao. Khi bé Tôm chào đời, mẹ chồng muốn áp dụng các kinh nghiệm nuôi trẻ của người xưa, trong khi con dâu thì định nuôi theo những kiến thức hiện đại. Sợ cháu bị tiêu chảy khi bú mẹ, bà Thoa chỉ cho con dâu ăn cơm với rau luộc, thịt, trứng gà, tuyệt đối không được ăn đồ tanh trong 6 tháng đầu. Chị Thoa vài lần trốn mẹ chồng ra ngoài ăn tôm cá. Bà thích cho cháu ở chuồng cho thông thoáng, khiến mấy gói tã chị mua về tôm chưa kịp mặc đã bị chật. Bà can thiệp quá sâu vào việc nuôi cháu, khiến mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân của bà lên cầu thang là chị đã nghĩ tới việc bà nội vào ẵm cháu. Dù đang vui vẻ, tâm trạng chị đã chuyển sang nặng nề ngay. Chỉ cần Tôm ngã hay là có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe như là ho, mũi đốt là chị Giang bị bà mắng là đoàn không biết thương con. Vài ba lần không chịu nổi, chị đã cãi lại mẹ chồng. Rồi hai vợ chồng quyết định ra ở riêng, khiến cho bà Thoa vô cùng hụt hẫng. Thực tế thì có rất nhiều ông bà can thiệp quá sâu vào cách dạy cháu. Suy cho cùng, cha mẹ già đã có công nuôi dưỡng, chăm sóc các con đến tuổi trưởng thành rồi. Bây giờ về già thì nên nghỉ ngơi để việc chăm cháu cho bố mẹ của chúng. Hơn nữa, thời đại ngày nay, việc chăm sóc dạy dỗ con trẻ cũng khác xa so với thế hệ trước kia, nên có những thứ trước đây là đúng, là hay,
có thể bây giờ không còn phù hợp nữa. Vậy nên chúng ta chỉ nên hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, giúp đỡ cho các con, chứ không nên can thiệp vào việc nuôi dạy bé của bố mẹ chúng nó nhé, để tránh phát sinh những mâu thuẫn không đáng có. Quý vị ạ, dân gian có câu, chức vụ cao không bằng lương cao, lương cao không bằng tuổi thọ cao không bằng sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Tuổi càng cao, càng duy trì tâm thái vui vẻ. Đây là một trong những yếu tố giúp nâng cao sức khỏe và tuổi thọ. Vui một ngày là ta hạnh phúc một ngày. Cuộc sống mà chúng ta cần là vui vẻ. Vui vẻ rồi sẽ có hạnh phúc. Bởi hạnh phúc không tự gõ cửa tìm đến với ta. Niềm vui cũng vậy, nó không từ trên trời rơi xuống. Thật ra, niềm vui nó ở ngay trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ cần tự yêu bản thân mình, yêu cuộc sống thì tuổi già sẽ sống vui, sống khỏe và yêu đời hơn. Thứ hai, không quan tâm đến điều không liên quan đến mình. Khi có một người đến một độ tuổi nào đó, hãy suy nghĩ thật kỹ, trong đời có bao nhiêu người bạn chân chính đáng để hàn huyên, có bao nhiêu tình cảm khó quên, đó là những hành trang quý giá nhất trong đời. Ở tuổi già, ta phải học cách vứt bỏ một số người và những thứ không quan trọng, không có ý nghĩa gì đối với ta. Nó không buông bỏ sẽ trở thành gánh nặng. Buông bỏ được sẽ có hạnh phúc trong cuộc sống. Hãy bình tĩnh và suy nghĩ xem điều gì khiến ta buồn phiền. Những điều không đáng giá hãy vứt bỏ và thư giãn. Muốn sống tốt trên cuộc đời này thì ta phải học cách từ bỏ một số thứ không cần thiết, vứt bỏ mọi gánh nặng cản trở bước tiến của mình, gói nhẹ lại an vui tuổi già. Thứ ba, tương lai bất định. Rất lâu trước đây, có một người đàn ông tin rằng mình có thể đọc được tương lai qua vì sao. Ông tự gọi mình là một nhà chiêm tinh và dành toàn bộ thời gian ban đêm để quan sát các vì sao. Ông luôn luôn bận rộn lo lắng về tương lai, và dân làng thường đến gặp ông ta, hy vọng ông ta có thể cho họ biết trước được tương lai của mình. Một buổi tối nọ, người đàn ông đi bộ dọc theo con đường ra ngoài làng. Ánh mắt ông luôn theo dõi các vì sao, và ông nghĩ rằng mình thấy được sự kết thúc của thế giới đang tiến gần. Ông ta đắm chìm trong suy nghĩ về tương lai. Khi bước đi, người đàn ông tiếp tục nhìn và nghiên cứu các vì sao mà không nhìn xuống dưới chân. Đột nhiên, ông ta bước hụt và bị rơi xuống một con mương đầy bùn đất. Ông ta bị chìm xuống bùn lầy, điên cuồng gạt bùn để cố leo lên. Nhưng bùn lầy quá nhiều, người đàn ông không thể thoát khỏi chúng và bắt đầu sợ hãi, lo lắng. Ông ta cố sức la hét, mong đợi có ai đó đi qua hoặc người dân nào có thể nghe thấy và cứu giúp. Kêu gào khóc lóc mãi, cuối cùng tiếng kêu của ông cũng nhanh chóng được dân làng chạy đến. Khi mọi người kéo được người đàn ông ra khỏi đống bùn, thì một trong số họ đã nói, ông làm ra vẻ biết được tương lai qua các vì sao, nhưng ông lại không nhìn thấy gì ở dưới chân mình. Qua lần này, có thể dạy cho ông một bài học để ông chú ý nhiều hơn đến những điều ngay trước mặt. Còn tương lai thì hãy để cho chính nó tự chăm sóc mình. Một người khác nói, ông đọc được những vì sao rồi để làm gì khi ông không thể nhìn thấy những thứ ở ngay trên mặt đất này. Ai đã nói cuộc sống giống như là một bộ phim nhiều tập. Mỗi người đều là diễn viên chính của cuộc đời mình. Nhưng điều đặc biệt là diễn viên chính không bao giờ biết được trước kịch bản tương lai của mình. Chính là một ẩn số mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt. Dù ngày mai là niềm vui hay đau khổ, là hạnh phúc hay bất hạnh, là khỏe mạnh hay ốm đau, thì chúng ta đều phải trải qua. Vì thế, tuổi già
đừng để những lo lắng, bận tâm về tương lai ảnh hưởng đến những phút giây hạnh phúc của hiện tại, quý vị nhé. Tiếp theo là 6 việc phải lười. Thứ nhất, lười suy tính chuyện tiền bạc. Ông bà Vinh năm nay đã 60 tuổi. Ông bà có 2 cô con gái đều đã lập gia đình, kinh tế ổn định nên thường xuyên phụ giúp bố mẹ. Ở quê, ông bà Vinh có một ngôi nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi. Họ cũng có một căn nhà nhỏ khác cho thuê. Thu nhập mỗi tháng từ việc cho thuê này là 1,5 triệu đồng. Họ có một số tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Ngoài ra ông bà cũng có bảo hiểm y tế nên không tốn nhiều chi phí khám chữa bệnh. Mỗi tháng, vợ chồng các con gửi về cho 5 triệu đồng tiền sinh hoạt và sữa người già, thuốc bổ. Ngoài ra, khi nhà có đám giỗ ma chay hoặc ông bà cần những khoản ngoài chi phí cố định, các con đều gửi thêm. Mỗi lần về thăm nhà và thấy thiếu thốn hoặc là đồ gì hư hỏng, hai cô con gái đều chủ động mua. Với điều kiện như vậy, ông bà hoàn toàn có thể sống thoải mái mà không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Ấy vậy mà không hiểu sao, ông bà lúc nào cũng tính toán chuyện tiền bạc, sống hết sức tiết kiệm, ăn chẳng dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu. Ông bà đã lắp đặt nước máy nhưng lại chẳng dám dùng, chỉ dùng nước giếng. Nhà có máy giặt nhưng chỉ giặt tay. Mọi sinh hoạt trong nhà đều hạn chế ở mức tối thiểu. Chuyện ăn uống cũng không đầy đủ. Ăn cơm chỉ biết rau và không có thịt cá. Con gái mua sữa, thuốc bổ gửi về, ông bà chẳng dùng mà đem đi bán. Rồi khi hàng xóm láng giềng chuẩn bị có đám giỗ, đám về nhà mới, ông bà lại lấy cớ lên thành phố, ở nhà con chơi vài ngày. Nhưng thực chất là để tránh phải đến đám giỗ, phải chi thêm tiền. Quý vị ạ, đúng là tiền bạc rất quan trọng đối với người già. Và muốn có một tuổi già thành thơi thì mỗi người chúng ta phải chuẩn bị tài chính từ khi còn trẻ. Một khoản tiền tích lũy sẽ giúp bạn chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe, hưởng thụ cuộc sống khi về già. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc lúc nào bạn cũng suy tính về chuyện tiền bạc. Tính toán chi li quá mức, lo sợ thiệt hơn về tài chính trong các mối quan hệ. Hiện nay, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là tầm 73 tuổi. Và trong đó, con người ta đã dành ra 21 năm để học tập. Phải tiết kiệm vì tiền ba mẹ cho ăn học không được phung phí. Ít nhất khoảng 2 năm để tìm kiếm công việc phù hợp. Và ít nhất 5 năm để gây dựng sự nghiệp. Phải tiết kiệm vì dành dụm để lập gia đình. Sau khi lập gia đình thì lại tiết kiệm đầu tư để mua tài sản, xây dựng tổ ấm và lo cho con cái. Tức là quanh đi quẩn lại, chúng ta đã dùng hết thời gian để bắt buộc bản thân và khuôn khổ. Lúc nào cũng phải sống chi li, tính toán tích góp từng đồng một để mong muốn tương lai tốt đẹp hơn. Đâu có dư giả phút giây nào để mà sống thoải mái. Bản chất của hầu hết chúng ta là thế. Mong muốn, muốn ăn chắc mặc bền và khổ trước sướng sau. Nhưng xét cho cùng, cả đời đều hết khổ rồi, còn thời gian đâu mà sướng nữa. Tiền bạc của cải tích góp được cũng có mang đi được đâu. Vậy nên, tuổi già đừng suy tính quá nhiều chuyện tiền bạc. Hãy trân trọng bản thân và hướng cuộc sống tuổi già một cách trọn vẹn qua nhiều cách khác nhau. Đừng bao giờ nghĩ rằng khi nào có tiền thật nhiều mới có thể hưởng thụ được. Đó là ý nghĩ sai lầm và lạc hậu. Dù ở giai đoạn nào của cuộc đời, chúng ta cũng nên hưởng thụ dù ít hay là nhiều. Việc lười thứ hai, lười đưa chuyện. Tuổi già dễ nảy sinh cảm giác cô đơn, nên thường có nhu cầu chuyện trò, chia sẻ tâm tư tình cảm, suy nghĩ, quan điểm với người khác. Tuy nhiên, trò chuyện không đồng nghĩa với việc đưa chuyện đâu. Đôi khi đưa chuyện còn làm cho chuyện bé xé thành to, một cái lông gà thành cả con gà mái,
Và cuối cùng, khi mọi người hiểu ra rằng chuyện có gì mà ầm ĩ lên như vậy, thì người đưa chuyện sẽ trở thành đáng xấu hổ. Vì vậy, ở tuổi già, bạn hãy suy nghĩ cẩn thận trong chia sẻ thông tin. Không phải ai cũng có thể chia sẻ được. Mặt khác, bạn cần ghi nhớ rằng những thông tin người khác chia sẻ với bạn hãy nên kín đáo, giữ trong lòng mình, biết với người đó thôi. Như vậy, bạn sẽ trở thành người bạn đáng tin cậy của mọi người, là chỗ dựa tinh thần cho mọi người trong những lúc cần chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận và lòng cảm thông. Việc lười thứ ba, lười ngồi không, an nhàn, rảnh rỗi. Có dịp tiếp xúc với vợ chồng giáo sư người Pháp gốc Việt Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, đã tổ chức thành công nhiều hội nghị vật lý quốc tế tại Bình Định. Đôi lúc tôi tự hỏi, phải chăng chính sự hoạt động không mệt mỏi của một người làm khoa học và nặng lòng với quê hương đã tiếp sinh lực cho ông? Tuy tuổi đã vào hàng bát thập, nhưng so về sự dẻo dai mẫn tiệp thì người trẻ cũng khó lòng theo nổi. Mới đây, trên website của mình, bác sĩ Lương Lễ Hoàng ở thành phố Hồ Chí Minh đã đăng bài viết "Tự mình hại não", phản ánh nhiều công trình nghiên cứu gần đây cho thấy người lớn tuổi nếu vận động thể dục thể thao trong ngày sẽ ít quên hơn người thích ngồi yên tư lượng. Người càng có nhiều hoạt động xã hội thì càng có trí nhớ tốt. Không những vậy, đa số người già bị trầm uất là do trước đó hoặc là tự ý tách rời khỏi cộng đồng vì quan điểm sai lầm theo kiểu mình già rồi nên an phận, hoặc là bị biệt lập một cách oan uổng bởi định kiến người già khó hợp với người trẻ. Con người cũng giống như máy móc, phải vận hành thường xuyên để không bị han gỉ. Với tuổi già, nhiều người nghĩ rằng mình già rồi chẳng làm được gì nữa nên cứ để ngày qua ngày trôi đi thật là vô nghĩa. Đó là một quan niệm sai lầm, bởi nếu không chịu hoạt động, bản thân sẽ ngày càng chậm chạp và sa sút về trí tuệ. Vào thời Xuân Thu, có một người nước Tề suốt ngày ngồi ngoài đường, nhìn lên bầu trời rồi thở dài đầy ngao ngán. Những người qua đường khi thấy liền thắc mắc và hỏi, tại sao anh luôn cau mày? Người đàn ông nói, tôi lo rằng bầu trời sẽ sụp xuống hôm nay và tôi đang chết dần vì nỗi lo lắng đó mỗi ngày. Những người quá nhàn rỗi sẽ như vậy đấy. Sinh ra đủ mọi lo lắng trên đời, cuộc sống có nhiều phiền muộn, nhưng phần lớn là do việc quá nhàn hạ và lo lắng quá nhiều mà ra. Ở tuổi già, khi chúng ta quá nhàn rỗi, sẽ dễ có xu hướng suy nghĩ lung tung, tiêu cực, không ngừng than phiền về bản thân và lười vận động, chính là cách phá hủy thể chất. Cho nên, tuổi già không có nghĩa là ngừng lại mọi thứ, mà mỗi người hãy chọn cho mình những bài thể dục, những môn thể thao phù hợp. Nếu sức khỏe cho phép, hãy tiếp tục tham gia các câu lạc bộ mình thích, tham gia hội dành cho người cao tuổi, thậm chí bạn vẫn có thể theo đuổi những công việc chuyên môn của bản thân. Đây cũng chính là cách để bạn rèn luyện cho trí não minh mẫn, tinh thần vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Việc lười thứ tư, lười ăn nhiều. Nhiều người nghĩ rằng ăn nhiều mới bổ sung đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Nhưng khi đã về già, khả năng tiêu hóa và hấp thụ của cơ thể sẽ giảm dần. Vì vậy, việc ăn nhiều sẽ không có lợi cho sức khỏe của bạn. Ăn quá nhiều sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày, gây ra các bệnh về đường ruột. Dạ dày không tiêu hóa được hoặc thức ăn không tiêu hóa kịp sẽ tích trữ trong cơ thể, lâu ngày sẽ dẫn đến các bệnh về huyết áp, mỡ máu, từ đó ảnh hưởng đến tuổi thọ. Sau 50 tuổi, người lớn tuổi chỉ cần ăn no 70% là đủ, vừa giảm gánh nặng cho dạ dày, lại có lợi hơn cho việc kéo dài tuổi thọ. Việc lười thứ 5, lười đi nhanh, chạy vội. Đôi khi sống chậm lại,
không có nghĩa là bạn đang thụt lùi so với xã hội. Trong cuộc sống này, đôi khi chậm lại một chút mang hiệu quả cao. Ví dụ, khi ăn nên nhai chậm, nhai kỹ để giúp tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn, giảm tải cho hệ tiêu hóa. Khi tập thể dục, đừng chọn những bài tập cường độ cao, mà hãy chọn những bài tập nhẹ nhàng phù hợp với thể trạng của mình. Người cao tuổi khi đi ra ngoài đường, đừng cố hấp tấp, nắm bắt cơ hội, đặc biệt là tuân thủ quy tắc và quy định giao thông. Hãy nhớ nhìn đèn giao thông khi sang đường, thà đợi 10 phút còn hơn là chụp lấy 1 phút. Đừng nghĩ rằng thỉnh thoảng vượt đèn đỏ là ổn. Đừng đến gần một chiếc xe đang chạy nhanh và cảm thấy chiếc xe đó sợ đâm vào bạn. Bạn hãy bước những bước chân chậm rãi, thảnh thơi, vừa là cách để luyện tập thể lực, vừa là cách để tránh khỏi những nguy hiểm có thể xảy ra như vấp ngã, tai nạn. Việc lười thứ 6, lười dùng thiết bị điện tử. Khoa học công nghệ hiện nay ngày càng phát triển và phổ biến trong đời sống hàng ngày. Nhiều người có thói quen xấu là mân mê các sản phẩm điện tử mỗi ngày. Mặc dù các thiết bị này mang lại rất nhiều tiện ích, nhưng việc phụ thuộc lâu dài vào chúng, không sớm thì muộn, sẽ gây ra một số tác hại nhất định cho cơ thể. Hầu hết, các sản phẩm điện tử đều tạo ra bức xạ. Một khi chúng sử dụng các sản phẩm có nhiều bức xạ trong một thời gian dài, có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể, gây ra những thay đổi bệnh lý trong tế bào của con người. Vì vậy, để khỏe mạnh hơn, chúng ta nên cố gắng giảm thời gian sử dụng các sản phẩm điện tử trong cuộc sống hàng ngày, vừa để bảo vệ đôi mắt, giảm tác hại của bức xạ đối với cơ thể. Thay vào đó, hãy dành nhiều thời gian hơn cho việc tập thể dục và rèn luyện sức khỏe. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.